Ok, tiếp tục Bài tập số 4 này. Read the phrases aloud. Take the place where you want your future house to be located and write this. Đọc các cái cụm từ to, đọc to các lên các cụm từ này. Đánh dấu tích vào những cái nơi mà bạn muốn ngôi nhà trong tương lai của bạn được đặt ở đâu và sau đó viết câu. Thì bài này khá là dễ thôi. Bài này nhá, thì trước tiên con đọc các cái cụm từ chỉ địa điểm đã. Đọc cho cô nào. In the countryside. In the countryside. In the city. In the city. In the mountains. In the mountain. In space. In space. On the ocean. On the ocean. On the moon, On the moon. under the ground, Under the ground. by the sea. By the sea. Okay, in countryside là vùng quê, in the city là thành phố, in the mountains là trên núi này, in space là trong không gian này, on the ocean là trên đại dương này, on the moon trên mặt trăng này, under the ground là dưới mặt đất này, và by the sea là cạnh bãi biển, trên bờ biển. Được chưa? Vậy thì nhiệm vụ của con là con sẽ đánh dấu tích vào cái nơi mà con muốn đặt cái ngôi nhà trong tương lai của mình. Được chưa? Và sau đó đặt câu cho cô. Đặt câu ví dụ như là ngôi nhà, tôi muốn ngôi nhà tương lai của tôi ở trên núi chẳng hạn. Hay là tôi muốn, đây ví dụ này. My future house will be in the mountains. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở trên núi. Ở đây là một tương lai thì đây là chỉ một tương lai thì mình sẽ sử dụng thì tương lai đơn, đúng không? Thì tương lai đơn và ở đây thì nó chưa có căn cứ gì cả, chỉ là một cái dự đoán thông thường thôi. Mình sẽ sử dụng thì tương lai đơn, nó vẫn là thì tương lai đơn thôi. Nó không mình sẽ không sử dụng thì tương lai gần bởi vì nó không chắc chắn, được chưa? Thì đấy. Sau đó sau khi chọn địa điểm xong thì mình sẽ viết câu ví dụ My future house will be in the mountains. Có hiểu không? Có hiểu không? Có. Làm đi.
Đặt câu đi. Xong chưa con? Ly. Ờ, xong rồi. Sao cô không nhìn thấy nhỉ? Bây giờ nhìn thấy. Nào, my future house will be by the sea. Chính xác, đúng rồi. Có nghĩa là gì? Đi cho cô xem nào. Tôi muốn ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở bên cạnh bờ biển. In the country, đọc lại nhá. The countryside. The In the in the city, In the mountains. In the in the mountains. mountain. In space. In space. Inspire. On the ocean. On the ocean. Ocean. On the moon. On the ocean. On the moon. On the moon. Under the ground. On the moon. Under the world. By the sea. By the sea. By the sea. By the sea. Okay. Okay, và bài này sẽ là bài tập về nhà nhá. Tôi hướng dẫn con một chút này. Outside my window, bên ngoài cửa sổ của tôi. In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries to get where your house is located. Làm việc theo nhóm này. Tất nhiên là đây thì không có nhóm, con làm việc một mình thôi. Hãy miêu tả cho người bạn cùng lớp của con là con sẽ nhìn được thấy, con thấy được những gì bên ngoài cái
cánh cửa của ngôi nhà tương lai của con, được chưa? Và bạn của con thì sẽ cố gắng đoán xem là ngôi nhà tương lai của con nó nằm ở đâu, được chưa? Chúng ta phân tích ví dụ này. Outside my window, I can see the beach and the water. I see children playing. Where's my house? Bên ngoài cái cửa sổ thì tôi nhìn thấy bãi biển này, tôi nhìn thấy nước này và tôi thấy bọn trẻ đang chơi đùa. Vậy thì ngôi nhà của tôi ở đâu? Bạn con sẽ đoán là it's by the sea, nó bên cạnh bãi biển, được chưa? Và con sẽ trả lời là correct, đúng rồi, được chưa? Tất nhiên ở đây thì không có người bạn nào cả mà con sẽ thực hành với cô. Thì về nhà con sẽ phải có một cái nhiệm vụ, đó chính là con sẽ suy nghĩ xem là con nên nói cái gì. À, bây giờ thay đổi đi nhá. Bởi vì cái ngôi nhà của con nó cạnh bãi biển và nó lại trùng với cái ví dụ này rồi. Thế nên là ví dụ mình đặt cho ví dụ ngôi nhà của mình ở trên núi chẳng hạn. Được chưa? Thì con sẽ suy nghĩ xem là con sẽ từ ở trên núi đấy con sẽ nhìn được thấy gì. Sorry, ở bên từ cái cánh cửa sổ ở ngôi nhà của con ở trên núi thì con sẽ nhìn thấy gì? Được chưa? Sau đó là con sẽ nói với cô và cô sẽ đoán. Do you hiểu không? Rồi ạ. Nhớ nhá. Được chưa? Nhớ về nhà làm nhá. Ok. Ok. So, bye bye. Ôi, khó. Về nhà suy nghĩ cho cô nhá.